cơn bão Yagi, tức cơn bão số 3 ở nước ta, gây ra trận lũ lụt có quy mô và cường độ lớn nhất từng được ghi nhận trong 30 năm qua ở lưu vực sông Mekong tại Thái Lan, Myanmar và Lào. Khối nước khổng lồ từ trận lũ lớn này đang di chuyển về phía hạ nguồn sông Mekong và có thể về đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam vào đầu tháng 10. Theo dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong, bão số 3 tạo ra một trận lũ lớn trên sông Mekong, khiến mực nước sông tại Luang Prabang, Lào vượt ngưỡng lũ từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 9. Khối nước khổng lồ đang di chuyển về phía hạ nguồn. Viện Quy hoạch Thủy lợi Nam Bộ cho biết tính đến ngày 19 tháng 9, mực nước tại trạm Rai Tê là 20m65, cao hơn đến 1m73 so với trung bình nhiều năm cùng kỳ và cao hơn năm 2023 là 0m63. Tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, mực nước có xu thế tăng nhưng còn chậm tại trạm Tân Châu trên sông Tiền. Vào ngày 18 tháng 9, đạt 2m81, vẫn còn thấp hơn trung bình nhiều năm 0m61 nhưng cao hơn năm 2023 0m16. Còn tại Châu Đốc trên sông Hậu là 2m66, vẫn thấp hơn trung bình nhiều năm 0m35 nhưng cao hơn năm 2023 là 0m23. Thạc sĩ Nguyễn Thủ Thiện, chuyên gia về sinh thái học đồng bằng sông Cửu Long cho biết, ở trạm Đông Khai phía đông bắc Thái Lan, mực nước ngày 15 tháng 9 đã vượt hơn trung bình nhiều năm đến 4,5m do lượng mưa của trận bão Yagi. Mực nước tại đây vào ngày 18 tháng 9 đã giảm còn trên trung bình nhiều năm chỉ khoảng 2,7m, chứng tỏ khối nước đã bắt đầu di chuyển về hạ lưu. Khi khối này về đến đồng bằng sông Cửu Long khoảng đầu tháng 10 dương lịch, có thể trùng vào đợt triều cường cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch. Khi đó, nước sông Mekong từ trên đổ về, gặp nước thủy triều từ hướng biển lên sẽ gặp nhau ở vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long và gây ngập cho dãy đô thị phía đông quốc lộ 1A như Mỹ Tho, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, ngã bảy Hậu Giang. Mấy ngày qua, các tỉnh thành Nam Bộ lại xuất hiện mưa vào buổi sáng. Các chuyên gia Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tình trạng này còn kéo dài nhiều ngày tới. Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới có trục trên khu vực Bắc Trung Bộ, nối với vùng áp thấp mới hình thành ở phía Bắc Biển Đông. Mưa lũ kết hợp với triều cường có nguy cơ gây ngập và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình hình này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam linh hoạt đóng mở cụm cống cái lớn cái bé, cống xẻo rô cả đêm lẫn ngày, linh hoạt ứng phó. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết, cống cái lớn cái bé có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước mặn, lợ, ngọt và tạo điều kiện sản xuất ổn định cho hơn 384.000 hecta sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng dự án Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu. Các đơn vị liên quan dự báo tới đây, lũ kết hợp với triều cường có thể làm cho mực nước ở các trạm ven sông chính, thành phố Cần Thơ, trạm Cao Lãnh, Lai Vung Đồng Tháp và Vị Thanh Hậu Giang, Phước Long Bạc Liêu vượt mức báo động 3. Để ứng phó lũ với triều cường có nguy cơ gây ngập úng, đơn vị linh hoạt vận hành đóng mở cụm cống cái lớn cái bé và cống xẻo rô huyện An Biên, giúp tiêu thoát nước bảo vệ mùa vụ cho người dân. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cho biết thời gian đơn vị vận hành cống từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9 để bảo vệ người dân trong vùng dự án yên tâm sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện thủy lưu thông, đơn vị cũng có những biển hiệu, tín hiệu cảnh báo giao thông và có lực lượng canh trực điều tiết. Thời điểm này, tại vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tận dụng mùa nước nổi đang về, người dân khai thác du lịch phục vụ khách tham quan. Tour du lịch trải nghiệm mùa nước nổi của xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp những ngày này, du khách được tham quan cột mốc biên giới Việt Nam-Campuchia, trải nghiệm cùng người dân bơi xuồng hái bông điên điển, rau muống đồng. Hấp dẫn nhất là hoạt động thăm lưới, đổ chớn bắt cá linh, cá đồng, thưởng thức cá lóc nướng chui ngay trên cánh đồng nước nổi. Việc khai thác du lịch được địa phương kết nối với người dân nhằm tăng thu nhập cho người dân đầu nguồn từ việc bơi xuồng chở du khách, bán cá và phục vụ các món ăn tại chỗ. Cùng với bà con nhân dân là trực tiếp đổ cái vớn cá linh. Thì đồng thời thì du khách muốn thưởng thức những cái món đồng quê như là cá lóc nướng chui hoặc là
bung súng điên điển mà bóp gỏi với tạo với tép, rồi cá linh, các món cá linh chiên bột, cá linh kho lạc, thì quý khách đặt trước sẽ có cái các cái bà con nhân dân sẽ nấu để cho quý khách mình là thưởng thức. Dù mới đưa vào hoạt động trong 2 tuần nay khi con nước nổi dậy nhiều, tuy nhiên nơi đây đón được 4 đoàn du khách từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan trải nghiệm mùa nước nổi ở miền Tây.